Xuân Hùng xin kính chào các bác. Hôm nay thì Xuân Hùng lại vừa về một chiếc xe nữa, đó là chiếc xe Kia Morning. Các bác nhà em vừa mới về cái mẫu xe mà form dáng nhỏ gọn, như xe này là nhập khẩu nguyên chiếc này. Số sàn máy 1.0, xe tư nhân và một chiếc xe khá đẹp. Mẫu màu sơn xám lông chuột nha. Quý vị có thể xem này. Một chiếc xe gọn nhẹ nhập khẩu nguyên chiếc đời 2009 và đăng ký lên đầu là 2014. Cho nên con này chạy rất là ok luôn và lành lặn. Đó là máy 1.0 nhập khẩu nguyên chiếc. Mẫu này là mẫu mà rất là tiện lợi và đáp ứng cho các bác nào cần mua xe mà giá rẻ này, tiết kiệm nhiên liệu này, bền bỉ và xe này thì cực kỳ ok rồi. Và trước này thì bên em đang chào bán cho các bác với giá là 158 triệu đồng, các bác ạ, 158 triệu đồng thôi. Đấy, 158 triệu đồng cho một chiếc xe Kia Morning đời 2009 nhập khẩu nguyên chiếc số sàn. Đây em quay xung quanh cho các bác xem nhé. Đấy, một chiếc xe này quá đẹp luôn, mắt đèn sáng quắc luôn. Bác ạ, mắt đèn sáng này, xe 34 biển Hải Dương. Đấy, đèn gầm nước đầy đủ này, la răng đúc theo xe. Đấy, la răng đúc theo xe lốp láp còn đẹp dày này. Đấy, sơn xi thì cực kỳ ngon lành luôn. Xi nhan được tích hợp trên gương. Báo rẽ rất là an toàn, được chưa? Vâng, nội thất đây, em cho bác xem nội thất. Nội thất con này thì được trang bị là màn hình cam lùi các bác này. Đấy, con này được trang bị màn hình cam lùi cam hành trình Android. Đẹp luôn. Đấy, các bác nhá, một cái bộ màn hình cam trình hành trình cam Android này ấy, nó tầm 6-7 triệu rồi. Xe số sàn nhá, xe tư nhân số sàn và một chiếc xe nhập khẩu thì nó chạy nó quá ok. 158 triệu đồng. Giá còn bớt còn thương lượng cho các bác được. Đấy, các bác mạnh dạn lên để chúng ta mua được chiếc xe nhập khẩu giá đẹp, giá rẻ như thế này. Keo chỉ gần như còn nguyên zin nhá, không mất một phân keo chỉ nào đâu ạ. Đấy, nội thất mà thất còn nguyên. Nội thất này vẫn là ghế da nguyên bản từ đầu, chưa có làm lại ghế da. Được trang bị một bộ lót sàn 3D này, đúng không? Lót sàn 3D, lót sàn dối đầy đủ. Xe tư nhân đang đi nhá. La răng núc đẹp, lốp mới cả dàn luôn, đúng không? Đấy, bản SLX nhá. Đây các bác xem. Đây là một chiếc xe mà khá đẹp. Nhập khẩu nguyên chiếc. Xe số sàn nhá. Đấy, máy số là máy 1.0. Xe cực kỳ ngon lành và tiết kiệm nhiên liệu cho quý vị các bạn. Đây, đồ đạc thay thế rất còn nhiều, còn đầy đủ đây nhé. Lốp láp này, kích lốp rồi đầy đủ hết, không thiếu gì. 2009 và đăng ký lên đầu 2014 ạ, thì con này chạy rất là ít nhá. Lành lặn cũng như form dáng còn nguyên zin. La răng đúc lốp mới cả dàn và máy móc thì ngon, điều hòa mát. Con này thì đăng kiểm vẫn còn rất là dài, xe tư nhân đang đi. Rất lành lặn luôn, các bác mua về chạy cũng rất là ok, không phải nghĩ ngợi gì nhá. 2009 và đăng ký lên đầu là 2014 ạ. 2014 lăn bánh tại Việt Nam luôn ạ nhá, xe nhập khẩu nguyên chiếc. Xi nhan được tích hợp trên gương này, báo rẽ an toàn. Sơn xi thì đẹp, nội ngoại thất ngon cũng như là máy móc gầm bệ chắc chắn, cửa giả đóng chắc lịch. Đấy, đây là chiếc xe mà khá đẹp, giá thì rất là ok các bạn. Đấy, màn hình cam lùi đầy đủ nhé, có cả cam hành trình như này các bạn. Đấy, có cam hành trình để ghi lại tất cả những cái hành trình mình đi trên đường cho nó an toàn. Đấy chưa? Một chiếc xe cực kỳ ngon lành luôn, giá rẻ hợp lý cho các bác. Đây la răng đúc đấy và lốp thì rất mới nhé. Đấy, lốp rất mới luôn ạ. Đăng kiểm con này thì còn đến 20 tháng 6 2022, thì còn 15 ngày nữa, hôm nay là ngày mùng 5 rồi. Ok, không sao, nếu các bác mà mua xe mà lúc nó hết đăng kiểm thì em sẽ đăng kiểm cho các bác, được chưa? Đăng kiểm con này 6 tháng thì chỉ hơn triệu thôi, rất là rẻ. Đấy, máy móc ngon gầm bệ chắc chắn nhá, sơn xi đẹp và căng mọng luôn. Và bây giờ thì em sẽ lổ máy để cho các bác xem một chiếc xe 2009 này. 2009 nhập khẩu nguyên chiếc Việt Nam, lăn bánh lần đầu là 2014 nhá. Đấy. Ok luôn ạ, điều hòa mát nhá. Và đây ạ, cam lùi đây. Màn hình cam lùi đầy đủ này các bác này. Đấy, cam lùi led căng nhá. Cam hành trình đầy đủ trên đây. Đấy, cho bác tiện lợi nhá. Đây, cam lùi được chưa? Rất là ngon. Điều hòa mát lạnh luôn. Rồi các bác yên tâm là xe này mua về sẵn đi thôi, không phải làm gì cả. Một chiếc xe 2009 và đăng ký lần đầu là 2014. Đấy, thì với chiếc xe nhập khẩu như thế này thì quá ok luôn. Số sàn các bác nhá. Đấy, máy móc này. Máy khô ráo sạch sẽ và cực kỳ ngon. Không đâm đụng, không lỗi lầm gì. Keo chỉ cột kèo máy số chắc kịch. Đây ạ, anh nhá, em lấy cabo cho bác xem về tất cả keo chỉ này. Keo chỉ cabo cái biết này. Nói chung là không bị đâm đụng va chạm gì. Đấy, ngon nhá. Xe cực kỳ lành luôn. Chạy tiết kiệm nhiên liệu. Xe nhập khẩu chạy chắc chắn. Các bác nào đang có nhu cầu mua chiếc này có thể alo trực tiếp cho em Xuân Hùng. Số điện thoại 0789 323 799. Em đã ghi vào tiêu đề rồi nhá. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video này.